Du thuyết là một loại đánh cờ mưu tính sâu xa, bạn phải phân tích hành vi của đối thủ và đưa ra đối sách tương ứng. Sau khi dự đoán được con bài trong tay đối phương, đợi nó được tung ra, thì mới lộ ra con át chủ bài, một kích chí mạng. Mấu chốt của nó nằm ở chỗ, tấn công bất ngờ, tung đòn trở tay không kịp, chứ không phải là để đối phương làm cho rối loạn tấc lòng. Những lời nghe vẻ rất chí lý này được Elizabeth coi là châm ngôn chí lý. Elizabeth là một thuyết khách chính trị cao cấp. Nghề nghiệp này là sản phẩm của chế độ dân chủ nước Mỹ, chế độ chính trị kiểu đa đảng và phân chia quyền hành của nước Mỹ. Mặc dù tránh được việc quyền lực quá tập trung ở một mức độ nào đó, nhưng cũng tồn tại những điểm yếu trong chế độ. Chế độ bỏ phiếu tuyển cử dân chủ và bỏ phiếu nghị viên là có thể thao túng được. Mà đây cũng chính là điều kiện sẵn có để dẫn tới việc tham ô mục nát. Nhóm vận động chính sách có thể thao túng, mua chuộc nghị viên. Nghị viên cũng có thể đưa ra phiếu quyết sách không phù hợp với lợi ích quốc gia vì lợi ích bản thân. Xin mạn phép được lấy một ví dụ, tổng tuyển cử của nước Mỹ. Ví dụ, tôi là một nghị viên, tôi biết rõ A không thích hợp làm tổng thống. Nhưng bởi vì A đã hứa tặng tôi một căn biệt thự, nên tôi đã làm trái lương tâm, bầu một phiếu cho anh ta, giúp anh ta bước lên ghế tổng thống. Mà thuyết khách chính là người qua lại trong sự đấu tranh chính trị, để giúp nhóm vận động chính sách nhận được lợi ích mà họ cần. Bọn họ du thuyết nghị viên của chính phủ, giúp nhóm vận động chính sách có được phiếu bầu ủng hộ, từ đó chi phối kết quả bỏ phiếu của quyết sách quan trọng trong chính phủ. Quý cô Sloan là một nhân vật như thế. Ở công ty, cô làm việc dứt khoát, không biết mệt mỏi. Ngày nào cũng làm hơn 16 tiếng. Vì giữ cho tinh thần tỉnh táo, cô sử dụng thuốc làm nâng cao tinh thần. Theo bác sĩ thấy, thì làm thế chẳng khác gì đang tự sát từ từ cả. Vì sự nghiệp của mình, cô gần như đã từ bỏ những sự mục tiêu theo đuổi của người bình thường. Không có gia đình, không có con, cũng không có tình cảm. Thậm chí còn giải quyết nhu cầu sinh lý bằng chai bao. Theo cách nói của một số người thì là, cô đang thiếu hơi đàn ông. Đối mặt với một người phụ nữ còn tàn nhẫn với chính mình thế này, thì đám thuộc hạ lúc nào cũng cảm thấy mình như đi trên băng mỏng. Elizabeth có một trợ thủ đắc lực tên Jane, bắt đầu từ khi tốt nghiệp đại học. Thì Jane đã theo Elizabeth vượt mọi chông gai. Khoảng thời gian trước, Elizabeth nhận một bản án liên quan tới việc nhập khẩu dầu cọ giữa Mỹ và Indonesia. Chính phủ liên bang muốn thu 300% thuế xuất nhập khẩu từ Indonesia. Đối mặt với sự cám dỗ từ lợi nhuận kếch xù, Elizabeth đã trở thành người ủy thác cho bên Indonesia chuyển qua đối kháng với chính phủ Mỹ. Jane cảm thấy rất khó hiểu, phải làm sao để khiến nghị viên của nước mình từ bỏ lợi ích quốc gia vì lợi ích của Indonesia. Elizabeth trả lời, rất đơn giản, chỉ cần để phía Indonesia mời vợ con của các nghị viên tới bãi biển nhiệt đới, ở trong khách sạn 5 sao, hưởng thụ ánh nắng, bãi cát, chơi đùa một hồi. Để thực hiện một chuyến đi mang tên khảo sát thì tự nhiên là sẽ có tin tốt tới rồi. Nếu như lần khảo sát này, chính phủ Indonesia trả tiền thì chính là phạm pháp đút lót. Nhưng nếu có tổ chức không mưu cầu lợi nhuận tài trợ, vậy thì sẽ hoàn toàn hợp pháp. Trên thực tế vẫn là chính phủ Indonesia chi trả thôi. Chỉ cần không ai biết thì có thể giấu trời qua biển. Con người đi học là để chuẩn bị hành trang cho bước vào thế giới hiện thực. Người trong nghề đều biết Elizabeth sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Cô dường như không hề có nguyên tắc nào, chỉ quan tâm tới thắng thua, không mang tới ân tình. Cho nên trong giới này, Elizabeth vừa có chiến tích hiển hách, song tiếng xấu thì cũng lan xa. Nhưng mà, chính người như thế mới làm nên chuyện lớn được. Rất nhiều khách hàng lớn đều mộ danh mà đến. Ngày này, Elizabeth lại nhận được một vụ án. Phản đối dự luật Hinton-Harris bản 2. Vốn dĩ ở dự luật Hinton-Harris bản 1, bất cứ người nào và thậm chí là tội phạm, phần tử khủng bố, mua một khẩu súng đều không cần đăng ký thân phận. Nhưng dự luật Hinton-Harris bản 2 mà có hiệu lực, thì việc mua súng ống sẽ bị quản lý nghiêm ngặt. Người mua nhất định phải được duyệt tư cách sau khi điều tra bối cảnh thì mới được mua súng. Sau lưng của người đại diện cho Khánh sụp tới hôm nay chính là tập đoàn vũ khí. Dự luật Hinton-Harris chắc chắn sẽ đụng chạm tới lợi ích của tập đoàn vũ khí này. Nguyên nhân mà họ tìm Elizabeth là bởi vì trong nhóm người ủng hộ dự luật Hinton-Harris thì nữ tính chiếm một tỷ lệ cực lớn, mà hình tượng Elizabeth dựng nên thì lại rất thích hợp để giải quyết nhóm nữ tính này. Người đại diện Sanford bắt đầu nói từ tốn về rất nhiều chỗ tốt đối với phụ nữ khi phản đối dự luật. Những người mẹ yếu đuối có thể cầm súng lên để bảo vệ con của họ. Người vợ bị ngược đãi sẽ không cần chịu sự uy hiếp từ người chồng nữa, mà cô ta có thể tự bảo vệ mình bằng súng ống. Súng ống sẽ thành pháp bảo mang lại quyền lợi cho người phụ nữ. Nghe đến đó, Elizabeth không nhịn được bèn cười phá lên. Nghe những câu từ vô lý đó, cô không tài nào gật bừa được. Mặc dù cô là một người đứng trên làn danh của đạo đức, nhưng ít ra cô còn chưa mất lương tâm. Hoặc có thể nói, từ đầu chí cuối, cô đều đang kiên trì với việc mà cô cho rằng là chính xác. Ông chủ cô, George, nổi trận lôi đình trước hành động của cô, khách hàng lớn này. Ông ta đã phải tốn nhiều công sức mới giành được. Ông ta nghĩ mãi không hiểu nổi, cô có thể đứng trên lập trường của Indonesia để phản đối chính phủ Mỹ, song lại bắt đầu lo cho vấn đề an toàn công cộng trong việc quản lý súng ống. George nói thẳng, nếu như mối khách này mà không lo được, thì cô xéo đi. Mà khi Elizabeth đang cảm thấy sức đầu mẻ chán, thì cô gặp được người phụ trách của công ty đối thủ cạnh tranh, Rodolfo. Anh ta mời Elizabeth đổi nơi công tác, qua đội bọn họ. Bởi vì lập trường của bọn họ là ủng hộ dự luật Hinton-Harris mới,
Lúc tạm biệt, Rodolfo đưa cho Elizabeth một tờ giấy. Trên đó viết, một thuyết khách có tín ngưỡng thì không nên chỉ thủ thắng bằng năng lực. Sau một đêm suy nghĩ, cuối cùng Elizabeth hạ quyết tâm. Ngày hôm sau trước khi rời khỏi công ty, cô đã mang theo một nửa số người của đoàn đội. Song điều khiến chính cô không lường được là tâm phúc của cô, Jane lại phản bội. Bởi vì cô ta cho rằng đây là một trận vụ án không có khả năng thắng được. Với danh tiếng của Elizabeth thì nó đủ để chống đỡ cho cô vùi đầu vào. Trong một cuộc chiến đấu không có chút hy vọng nào như thế, nhưng cô ta thì chỉ là một kẻ vô danh. Cô ta không muốn từ bỏ mọi thứ đã dốc sức có được suốt bao năm. Đối mặt với chuyện này, Elizabeth buông lời chua chát, không có tôi. Cô muốn đứng vững gót chân dựa vào bản thân thì đúng là mơ mộng hão huyền. Elizabeth bị phản bội thì cũng không luống cuống tay chân. Cô vẫn triển khai công việc với khí thế hừng hực ở công ty mới. Nhưng tình thế lại không lạc quan, tình huống cụ thể là tổng cộng 100 tấm phiếu bầu, có thể xác định được. Người ủng hộ dự luật Hinton Harris bên ta hiện tại đã có 44 phiếu bầu. Bên phản đối dự luật Hinton Harris thì đã có 34 phiếu. Chúng ta phải kéo được 16 phiếu nữa từ trong 22 phiếu trung lập thì mới thắng được. Trong khi người phản đối thì chỉ cần có được 7 phiếu nữa là sẽ được 41 phiếu. Cũng có nghĩa bọn họ có được 40% phiếu phản đối là có thể bác bỏ dự luật này. Elizabeth biết rõ tình thế đang bất lợi với bọn họ nên cô nhất định phải chủ động xuất kích. Trong tiệc tối có nghị viên tham gia tham luận gần đây, cô đã phái một nữ thuộc hạ tới dự tiệc tối, muốn cô tung vấn đề có liên quan tới dự luật Hinton Harris ra trước mặt mọi người khi nghị viên đang phát biểu. Bởi vì bầu không khí ủng hộ dự luật Hinton Harris trong bữa tiệc khá cao, nên cô mượn lúc dư luận đang nhạy cảm, ép nghị viên này tỏ thái độ ngay tại chỗ. Nhưng đáng tiếc, bên phía người tổ chức tiệc tối đã bị phe phản đối mua chuộc. MC lướt qua thuộc hạ do Elizabeth an bài luôn, nhưng phe phản đối đâu có lường được là vấn đề nhạy cảm đó lại bị một bác sĩ đề ra. Mà bác sĩ này thực ra cũng là diễn viên do Elizabeth sắp xếp. Nữ thuộc hạ chỉ là lớp ngụy trang dùng để mê hoặc đối thủ. Người nghị viên này chịu áp lực của dư luận, đành giao một phiếu quý giá đó ra. Một chiêu này của Elizabeth đánh bất ngờ, đùa giỡn người phe phản đối trong lòng bàn tay. Và bọn họ cũng dẫn trước 10%, nhưng thành viên trong đội thấy khó hiểu là không hề có một ai biết trước sắp xếp của cô, thậm chí tiền thuê diễn viên. Cũng không phải tiền của công ty, mà là tiền cô tự bỏ ra. Bởi vì Elizabeth không tin bất cứ một ai, cô cảm thấy muốn thành lập được sự tin tưởng với một người, ít cũng phải cần 5 năm. Tới tối, Elizabeth tới khách sạn, gọi trai bao phục vụ cô lần trước kia. Tốc chiến tốc thắng, giải quyết xong nhu cầu sinh lý, cô bèn muốn đuổi người. Ford, tương tác giữa người với người coi trọng nguyên tắc trao đổi. Tiền của tôi là dùng để đổi. Cậu nhỏ của tôi. Cái tôi muốn nói là kỹ năng chuyên nghiệp. Đây là trao đổi duy nhất mà tôi muốn làm với anh. Sau pha lật ván lần trước, Elizabeth cũng không thừa thắng xông lên, mà là đi thuyết phục những nghị viên không có sức ảnh hưởng gì. Mà hành vi như nhai gân gà này đã khiến đội viên trong đội chẳng hiểu nổi. Elizabeth còn đề nghị Rodolfo báo cho doanh nghiệp ủng hộ chúng ta. Quyên tiền bỏ phiếu theo lý tính, đừng cuồng nhiệt quá mức. Bên bọn họ thong dong lững thững, nhưng phe phản đối lại chẳng hề thư giãn. Nhờ vào sự ngon từ lợi ích và sự đe dọa dụ dỗ, rất nhanh, bọn họ đã lấy được 6 phiếu bầu. Mãi cho đến một ngày, trong tình huống thành viên trong đội không có bất cứ chuẩn bị nào, Elizabeth đã bắt được gián điệp trong đoàn đội, thoáng chốc đã làm mọi người kinh ngạc. Cả Rodolfo cũng không ngờ nổi, trong công ty lại có gián điệp. Elizabeth không chỉ không làm theo lẽ thường, hơn nữa còn hiểu rõ lòng người. Cô sẽ đứng ở góc độ của đối thủ để suy nghĩ vấn đề, nên đương nhiên rất dễ đoán ra được hành vi của gián điệp, mà những hành động trông như thừa thãi kia của cô thực ra là đang giấu trời qua biển, âm thầm hoạt động. Nhưng loại tính cách xuất quỷ nhập thần, khó nắm bắt được này của cô lại làm cho ông chủ Rodolfo rất không yên lòng. Vì muốn hiểu rõ ý đồ của Elizabeth, anh ta lặng lẽ theo dõi cô. Song bởi theo dõi như thế, nên anh ta đã phát hiện ra được một bí mật động trời. Đằng sau Elizabeth có một ekip nghe trộm hacker chuyên nghiệp. Bọn họ có thể ghi âm và ghi hình giám sát suốt 24 giờ, bao gồm cả điện thoại và tài khoản trên mạng, vị trí theo dõi. Mà đáng tự hào nhất chính là công nghệ đen hoàn toàn mới của bọn họ. Bọn họ có thể biến một con rắn sống sờ sờ thành một con rắn máy móc, có thể khống chế được quỹ đạo hành động của nó thông qua sự cải tạo bằng kỹ thuật, vượt nóc băng tường, không hề có sơ hở, gần như sẽ không bị người ta phát hiện ra. Có loại thủ đoạn này nên 6 phiếu mà trước đó phe phản đối lấy được kia đã bị bọn họ dùng thủ đoạn ngầm cướp lại. Bởi vì gần như nghị viên nào cũng đều không trong sạch gì, thế nên có thể bới móc dễ dàng được đống lớn bê bối và chuyện đen tối. Rodolfo hoảng sợ cực, vì đó là hành vi phi pháp dọa dẫm nghị viên quốc gia. Vì cho an toàn, anh ta vội bảo Elizabeth dừng hành vi vượt giới hạn này này. Không thể chơi thủ đoạn ngầm, nên Elizabeth chỉ đành mở ra lối đi riêng. Cô và đối thủ cũ lập chiến thiếp, vài ngày sau bọn họ làm một cuộc biện luận, tranh cao thấp trong quyền lên tiếng. Biện luận vừa bắt đầu, Elizabeth đã hơi chiếm thượng phong. Dự luật Hinton Harris mới giống như quản lý bằng lái vậy. Chỉ những người vượt qua sát hạch thì mới được lái xe, nếu không sẽ là phạm pháp. Các anh cảm thấy chính phủ nên hủy bỏ pháp lệnh bằng lái sao? Nó cũng là một loại hạn chế của chính phủ lên quyền tự do của công dân. Nguyên nhân mà chúng ta đón nhận nó là vì nó hợp lý. Thế nên với loại vũ khí càng nguy hiểm,
thì càng nên quản lý nghiêm ngặt. Nhưng loại ưu thế này đã mất hoàn toàn sau đó. Elizabeth dần tỏ ra mất khống chế cảm xúc, thậm chí cô còn không lựa lời chỉ ra thời gian có hiệu lực của hiến pháp có thể bị nghi ngờ, bởi vì bản dự luật Hinton-Harris đầu được ký vào thời đại chiến tranh, mà bây giờ đã không còn thích hợp với xã hội hòa bình hiện nay. Sao chúng ta không đi hỏi những người mẹ kia? Khi con cái của họ bị phần tử phản xã hội có vũ trang giết, thì hỏi thử xem liệu quyền cầm súng không thể nghi ngờ kia của quy định hiến pháp có hợp lý hay không? Vì sao không đi hỏi người từng là học sinh? Trường trung học Brent Minterm đã trốn trong phòng để đồ của bảo vệ cửa, tận mắt nhìn thấy bạn học của mình bị sát hại và sợ tới mức mất hồn mất vía kia. Đi, đi hỏi cô ấy thử mà xem. Tên cô ấy là Esme Manoucharian. Mà tất cả những điều này, trước đó Elizabeth cũng không hề báo với đồng sự Esme. Đối với cô, đây là một việc đúng đắn. Chỉ cần có thể thắng, thì cô có thể hy sinh mọi tài nguyên quanh người. Cho nên, cô vội vã vạch ra vết sẹo của Esme và xé rách nó ra, công khai nó ra. Mà hành động ấy đã nhanh chóng chiếm được sự chú ý và đồng tình của những người phụ nữ và thành công đẩy vấn đề quản lý súng ống lên phương diện chủ nghĩa nữ quyền. Những hành động này khiến Rodolfo thấy ớn sống lưng. Người phụ nữ này quá tàn nhẫn độc ác, anh ta cho rằng. Từ khoảnh khắc Elizabeth sỉ nhục hiến pháp quốc gia công khai, thì bọn họ cũng đã bắt đầu hướng tới kết quả thua rồi. Nhưng Elizabeth lại cười nói, thắng lợi vẫn thuộc về chúng ta. Cả anh ta cũng không hề biết những lời thuyết phục trong chán ẻo kia của cô. Cũng chỉ là màn biểu diễn cô diễn cho cả công ty xem. Ở trong quá trình này, cô đã lợi dụng thời gian rảnh, ghé thăm rất nhiều nhóm phụ nữ, nữ doanh nhân. Nhờ sự ghé thăm đó, cô không chỉ nhận được phiếu bầu của nữ nghị viên, mà còn thu được khoản dự toán gần 370 tỷ từ 3 triệu phụ nữ. Thắng lợi đang ở trước mắt, nhưng lúc này ngoài ý muốn lại xảy ra. Nữ đồng sự của Elizabeth, Esme, cô gái người da đen bị cô đẩy lên đầu sóng ngọn gió kia, lại chịu sự uy hiếp bằng súng từ một phần tử cuồng nhiệt của phe phản đối. Suýt nữa thì được về gặp ông bà ông vải, may là được một lính đã xuất ngũ cầm súng cứu. Bóng ma thời học sinh của Esme còn chưa biến mất, thì lại gặp phải vụ tấn công bằng súng tương tự. Điều này đối với cô thì không khác gì một sự tra tấn mạnh về tinh thần. Giờ cô đã ở bên ranh giới của sự suy sụp rồi. Điều này cũng khiến người khởi xướng Elizabeth mang trên lưng gánh nặng về đạo đức nặng nề. Cô cảm thấy hổ thẹn, chủ động gửi lời xin lỗi tới Esme. Nhưng theo Esme thấy, lời xin lỗi bắt nguồn từ nội tâm của Elizabeth. Chỉ là một màn biểu diễn đã được sắp xếp tỉ mỉ mà thôi. Thậm chí cô còn cảm thấy người đã tấn công mình cũng là người do Elizabeth dàn xếp, mục đích là dẫn lối thêm cho dư luận. Đối mặt với chuyện này, cô không phản bác được, nếu đã muốn đeo vương miện thì buộc phải chịu sức nặng của nó. Cô có thể làm việc không từ thủ đoạn, nhưng đối với chuyện thế này, cô rất khó máu lạnh vô tình hoàn toàn được. Bởi vì sự kiện này nên chiều gió dư luận lại đổi. Súng ống thoáng chốc đã biến thành thanh lợi kiếm dùng để gìn giữ chính nghĩa. Suy nghĩ của người dân rất dễ bị làm thay đổi bởi những bản tin nhiều như mây. Vậy là dường như cán cân thắng lợi lại đang nghiêng về phe phản đối. Lúc này, cuộc chiến phiếu bầu đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Phe phản đối quyết định thừa thắng xông lên, nắm chắc thế thắng. Mà điểm đột phá thì lại nằm ngay trên người Elizabeth. Bọn họ cố gắng tìm kiếm chứng cứ phạm pháp ở công ty cũ của cô. Mà bạn tốt trước kia của cô, Jane thì đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt được thăng chức tăng lương ấy. Cô ta tìm chứng cứ biến tướng hối lộ nghị viên của Elizabeth trong vụ dầu cọ. Đó là một bản kê do chính cô tự tay ký lên. Đêm đó, chờ người trong công ty rời đi hết, Elizabeth dự cảm được sự phát triển của vụ việc, thế là cô gọi cho Jane. Song Jane nghe xong chỉ nói, cô gọi lộn số rồi. Sau khi cúp điện thoại, Elizabeth run hết cả người. Cô tức giận bộc lộ hết cảm xúc ra, cuối cùng vẫn là tới bước này. Cô vẫn phải đối mặt với kết quả xấu nhất mà cô nghĩ. Phe phản đối cầm được bản kê thì chẳng khác nào nắm được bằng chứng của Elizabeth. George đi gặp quan tòa, bọn họ muốn mở một phiên điều trần bất ngờ, nhắm thẳng vào Elizabeth, làm cho cô thân bại danh liệt. Dưới sự đe dọa dụ dỗ, quan tòa chỉ có thể thỏa hiệp. Trong phiên điều trần, quan tòa không chỉ có tung chứng cứ hối lộ phạm pháp của Elizabeth ra, mà thậm chí còn khui ra bê bối cô gọi trai bao, muốn hủy hoại hình tượng sáng lạng trước mặt công chúng của cô. Mà Ford thì cũng được mời tới phiên điều trần làm nhân chứng. Song điều khiến quan tòa và Elizabeth thấy bất ngờ là Ford lại không hề thừa nhận bản thân đã cung cấp dịch vụ tình dục cho cô. Elizabeth thấy ấm áp trong lòng, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt một hồi. Thì cô bình tĩnh lại, cô hơi dừng rồi thong thả uống một hớp nước. Tôi luôn bị truyền thông chỉ trích là ký sinh trùng của nền dân chủ nước Mỹ. Bọn họ mỉa mai, tôi dấn thân vào trong vận động ủng hộ dự luật Hinton-Harris. Thực ra chỉ là vì sự nghiệp và lợi ích của mình. Nhưng có khi một chuyện mà chúng ta làm cũng không phải chỉ là vì bản thân, mà là bắt nguồn từ lý do đơn giản và thuần túy nhất. Đó chính là tôi tin làm như thế là đúng. Tôi ủng hộ dự luật Hinton-Harris vì tôi tin đây là chuyện đúng đắn. Quyết định mà tôi đưa ra được căn cứ vào ý muốn chiến thắng của mình. Nhưng hiển nhiên, một vài hành vi của tôi đã vượt qua quy phạm đạo đức có thể chấp nhận được, tạo ra những tổn thương mang tính hủy diệt. Tôi đã phản bội người thân cận với tôi nhất, để sinh mạng vào trong cảnh nguy hiểm. Tôi cũng bằng lòng chịu sự trừng phạt vì những chuyện này, chứ không phải là những tội trạng được viết ở trong bản khai kia. Còn về dự luật Hinton-Harris, tôi hy vọng
khi mỗi một thành viên quốc hội bỏ phiếu, thì điều họ nghĩ tới không phải lợi ích chính trị của họ, mà là thứ lòng họ tin chắc rằng nó tốt cho đất nước của mình. Tôi biết, hy vọng của tôi sẽ vỡ vụn, bởi vì chuyện này là sẽ không xảy ra, bởi vì chính phủ của chúng ta đã mục dưỡng rồi. Đạo lý sinh tồn hiện giờ, nó sẽ không khen những chính trị gia chính trực bỏ phiếu theo lương tâm kia. Nó sẽ chỉ khen những kẻ tiểu nhân hèn hạ đó, những kẻ đã bán đứng đất nước mình vì muốn kiếm tí lợi ích. Thứ cho tôi nói thẳng, những kẻ tiểu nhân hèn hạ ấy mới là những con ký sinh trùng thật sự trên nền dân chủ của nước Mỹ. Tôi đã đoán được từ trước, khi mà tôi dấn thân vào cuộc vận động của dự luật Clinton-Harris này, dù cho tôi có kêu gọi được đủ phiếu bầu, thì chắc chắn cũng sẽ có người xâm phạm nhân thân, xâm phạm danh dự của tôi. Điểm quan trọng trong du thuyết nằm ở dự kiến trước, nằm ở chỗ phân tích ra được kế hoạch mà đối thủ chọn lựa, sau đó thì vạch ra biện pháp đối phó tương ứng. Người thắng cuối cùng sẽ luôn là người có nhiều thủ đoạn hơn đối thủ và cũng tung ra đòn sát thủ của bản thân sau khi đối phương đã tung con át chủ bài. Mấu chốt là bạn phải làm cho đối phương giật mình. Mỗi một hành động cử chỉ của họ thì đều nằm trong dự liệu của bạn. Khi tôi rời khỏi công ty cũ, thì tôi đã cài cắm tai mắt vào trong đội ngũ của bọn họ. Nghe đây, Jane, liên lạc với Rodolfo, nói với anh ta. Chúng ta sẽ qua 6 người. Ai nói tôi muốn đi vậy? Một phiên điều trần bịa đặt tố cáo, cứ thế được lên kế hoạch theo mệnh lệnh của phái phản đối dự luật Clinton-Harris. Nhất định vẫn còn chứng cứ phạm tội mà Elizabeth bỏ sót. Thật kinh ngạc, không ngờ cô lại nghe đấy. Xin lỗi nha, cô gọi lộn số rồi. Cô làm trái với chuẩn mực đạo đức của Thượng viện. Chúng tôi có chứng cứ đây. Tôi bắt đầu giám sát ông chủ của công ty cũ, George, và phát hiện ông ta gặp mặt một nghị viên quốc hội. Thật đáng tiếc, đạo đức của nghị viên này đã để quên ở chuồng chó rồi. Người này đã cấu kết với George, bày ra kế hoạch này đây. Người đó chính là quý ngài quan tòa lúc này đang tỏ ra hiên ngang lẫm liệt đây. Nơi này không phải là nơi để cô phát biểu những lời tố cáo và phỉ báng ác ý đó. Hãy nhập link này vào trong trình duyệt web 193.184.216.449. Tải một file tên là chấn động về. Tôi không thể miệng nói một đằng, sau lưng làm một nẻo được. Mau chuẩn bị xe. Xét theo những lời phát biểu trên, phiên điều trần lần này ngừng. Một thích khách có tín ngưỡng thì không nên chỉ tin mình có năng lực thủ thắng. Peterson Wyatt đã chi trả mức thù lao cho sự trả giá vô tư của tôi là không đồng. Quy Cô Sloan là tác phẩm do John Madden làm đạo diễn, được công chiếu vào năm 2016. Đây là một bộ phim càng xem càng đặc sắc, nửa phần trước xem như chóa nhìn bản đồ. Từ đoạn giữa trở đi thì mới bắt đầu dần vào đoạn gay cấn, rồi tới đoạn cuối thì làm người ta kinh ngạc không thôi. Mà phần cao trào ở 3 phút cuối, màn quay xe lộn ngược dòng làm người ta phải dùng mình. Quy Cô Sloan đã bày một ván cờ lớn và ai cũng đều nằm trong đó hết. Mà quân cờ lớn nhất thì lại là chính bản thân cô. Mặc dù bộ phim này bị người trong giới truyền thông đùa là phim cấm của nước Mỹ, nhưng thực ra nhân tố chính trị trong đó chỉ là một bối cảnh câu chuyện thôi. Bộ phim này đã chứa một vấn đề tranh cãi khá hay. Quy Cô Sloan vì mục tiêu cao thượng trong mắt, đã ngó lơ cảm nhận của người khác, không màng tới đạo đức, thậm chí không quan tâm tới pháp luật, coi tất cả mọi người là quân cờ, cuối cùng giành được kết quả cô muốn. Vậy thì, Quy Cô Sloan là người cao thượng hay hèn hạ? Có phải mục tiêu cao thượng thì nhất định phải thực hiện bằng thủ đoạn cao thượng không? Và chuyện này thì có được coi là chuyện cao thượng không? Nhưng Elizabeth biết rõ, nếu muốn làm ra được một chuyện cao thượng và đúng đắn, ở trong thế giới kỳ quái này thì nó khó đến nhường nào. Trong thế giới hiện thực, một người thuần túy và cao thượng thường sẽ không làm được chuyện mà người đó muốn làm bởi băn khoăn về đạo đức là quá nhiều. Hoặc có thể nói, người đó phải bận tâm tới hình tượng và danh dự của mình. Vậy thì một người lòng hướng về mục tiêu cao thượng và kiên định không đổi, trong lúc thực hiện mục tiêu đã lợi dụng quy tắc ngầm ác tính của xã hội, muốn lấy cái ác của thế giới để thay đổi thế giới này, thì bạn cảm thấy người như thế là thánh nhân hay ma quỷ? Được rồi, review hôm nay tới đây là hết. Mọi người nhớ like, share, follow nha. Hẹn gặp lại ở video sau.